Trong các cuộc chiến tranh tàn khốc nhất của lịch sử nhân loại, chiến tranh ở Việt Nam chắc chắn có thể xếp vị trí đầu tiên. Cuộc chiến tranh này khiến hơn 5.600 lính Mỹ thiệt mạng, hơn 30.000 người bị thương tật, mà nguyên nhân dẫn đến con số thương vong cao như vậy. Điểm khác biệt chính là Việt Nam có những cánh rừng dài bất tận, trong rừng luôn ẩn chứa vô số hiểm nguy về địa hình, hay sự tấn công các loài động vật hoang dã. Và hôm nay thử thách mà Bear phải đối mặt chính là khu rừng nhiệt đới ở Việt Nam. Từ máy bay trực thăng đáp xuống địa điểm được định trước, vừa xuống máy bay, khu rừng đã thể hiện cho Bear thấy một chút oai phong của mình. Người quay phim lại cứu Bear một mạng, không kịp nói lời cảm ơn Bear phát hiện một dòng suối. Men theo dòng suối, Bear bị đưa trôi đi rất xa, đến khi trước mặt xuất hiện một cái thác nước, dòng nước cứ ào ạt đổ xuống phía dưới. Và đây cũng chính là nguyên nhân năm đó khiến quân đội Hoa Kỳ thương vong nhiều như thế. Có vô số trở ngại cái này tiếp nối cái kia, dường như không có hồi kết. Đương nhiên trong rừng rậm đầy rẫy những hiểm nguy, đồng thời cũng có nguồn thức ăn vô cùng phong phú. Ở trong một đầm nước, Bear phát hiện thấy một con cá trê. Bear thử vươn tay ra bắt nó nhưng lại không nắm được gì. Bất lực, Bear đành tìm một cây tre làm thành cái xiên cá, một phát ăn ngay. Con cá trê có hai râu thật dài, vậy nên một vài nơi còn gọi nó là cá mèo. Mà cá trê là loài động vật ăn thịt, vì vậy thịt nó tươi ngon hết ít. Bear lửa nhóm lửa nên định trực tiếp thưởng thức nó, bỏ đầu bỏ đuôi. Thịt tươi ngọt và thơm ngon. Ăn uống no say, Bear men theo dòng nước tiếp tục tiến về phía trước. Rất nhanh, Bear liền phát hiện ra điều bất thường. Mực nước ở dòng suối đột nhiên dâng cao khác thường. Quay đầu nhìn về phía thác nước, quả nhiên nước không ngừng đổ xuống. Bear biết rằng phải nhanh chóng rời khỏi đây, cố hết sức leo lên trên bờ cao vút. Còn chưa kịp nhìn nơi, Bear đã nhìn thấy dòng nước chảy dữ dội đi kèm theo gió lốc lớn từ thác nước chảy xuống. Nghe nói trận hồng thủy nếu cao 30 cm có thể cuốn trôi người đi, còn nếu dâng cao 60 cm còn có thể cuốn trôi một chiếc xe ô tô. Mực nước hiện tại ít nhất cũng đang ở mức 90 cm đến 120 cm, và lại mực nước này vẫn không ngừng dâng cao. Điều này chứng tỏ ở trên bờ cũng không an toàn. Bear đành từ bỏ con đường tắt để ra khỏi khu rừng, quay người đi vào trong. Nhưng trong rừng không hẳn an toàn tuyệt đối. Theo thống kê, rừng Việt Nam là nơi trú ngụ của hơn 1.000 loài động vật, mà đa số đều là động vật nguy hiểm. Được biết đến nhiều nhất trong số đó chính là ếch phi tiêu độc và rắn hổ mang. Bọn chúng phân bố rộng khắp trong khu rừng, một chút bất cẩn có thể khiến bạn mất mạng. Rất nhanh, Bear phát hiện một con rắn hổ mang. Đây là một con rắn hổ mang cực độc. Vì sao gọi nó lại được gọi như vậy? Chính bởi vì nó có khả năng phun nọc độc ra ngoài để tấn công. Một khi bắn vào mắt của con mồi sẽ lập tức bị mù mất hết khả năng chống trả. Lúc đó nó đang nhìn chằm chằm về phía Bear. Bear tất nhiên không muốn đến gần nó, nên buộc cái máy quay vào cành cây trêu chọc nó. Cái máy quay vừa đến gần, rắn hổ mang đã thể hiện lực tấn công cực kỳ mạnh mẽ. Đợi khi Bear thu máy quay về, trên ống kính chứa đầy những nọc độc mà nó phun vào. Điều này khẳng định chắc chắn mức độ nguy hiểm cực cao của loài rắn này. Phải cách xa chúng càng xa càng tốt. Để có thể sống sót ra khỏi khu rừng này, Bear phải đương đầu với vô số hiểm nguy có được trải nghiệm vừa rồi. Ở hành trình tiếp theo, Bear tỏ ra vô cùng cẩn trọng. Khi đi trên đường, Bear dẫm rất mạnh xuống đất, như vậy rắn sẽ cảm nhận được chấn động của mặt đất mà tự trốn đi. Bởi vì nằm gần đường xích đạo nên buổi tối ở Việt Nam đến rất nhanh. Bear bắt buộc phải nhanh chóng tìm một nơi trú ngụ, bằng không một khi trời tối, khu rừng sẽ bị bóng đen bao trùm càng khó tìm hơn. Tìm kiếm rất lâu, cuối cùng cũng tìm được một cây gỗ lớn. Không nghỉ ngơi trên mặt đất chính là một quy luật để sinh tồn trong rừng. Những nơi cao sẽ giúp bạn tránh khỏi sự tấn công của các loài động vật, đồng thời còn được hít thở bầu không khí trong lành. Tìm về một vài cây tre, Bear ghép chúng lại với nhau thành một cái giường. Bước tiếp theo chính là nghĩ cách lấp đầy cái bụng đói. Trong rừng buổi tối chính là khoảng thời gian săn bắt tốt nhất, rất nhiều động vật đều kiếm ăn vào ban đêm. Bear tận dụng cành tre làm thành một cái bẫy. Đầu tre được vót sắc nhọn sẽ đâm vào cơ thể chúng, khiến chúng không thể chạy thoát. Sau khi hoàn thành, Bear thử một chút, xem ra lực rất mạnh. Trên đường quay về, Bear phát hiện một con bọ cạp, nó đang nấp sau những lá cây bị mục nát. Nếu như không để ý thì thật sự khó có thể nhìn ra. Giữ chặt kim độc của nó, Bear quay ra trêu chọc anh quay phim. Nè, cho bạn hiền đó. Ha ha ha. Anh quay phim bị dọa cho lùi về phía sau. Quay về chỗ nghỉ chân, Bear bắt đầu châm lửa. Lửa không những đánh dấu sự kết thúc của một ngày mệt mỏi, đồng thời còn xua đuổi những con muỗi ở gần đó. Tiếp theo chính là món ngon của tuần này. Món ăn mà Bear làm ngày hôm nay có tên là bọ cạp nướng than. Ăn uống no nê, Bear bắt đầu nghỉ ngơi. Hôm sau, Bear dậy từ sớm đi kiểm tra cái bẫy, kết quả không bắt được con gì. Bear chỉ đành mang theo cái bụng đói tiếp tục xuất phát. Vẫn may đối với người trưởng thành có thể chịu được 2 tuần không ăn gì, nhưng nếu ở đây không có nước uống thì 2 ngày cũng khó cầm cự nổi. May là trong rừng có vô số cây tre trúc, chúng là kho chứa nước của thiên nhiên. Dùng dao găm gõ nhẹ vào thân, nếu chúng phát ra âm thanh trầm lắng, vậy là chứng tỏ bên trong có nước. Dùng dao găm cứa ra, quả nhiên từ bên trong chảy ra nguồn nước tươi mát. Bear áp miệng vào thân cây uống liền một mạch. Một cây không đủ, vậy thì lại chặt thêm một cây. Kết quả bên trong cây tre này lại không có nước. Thế nhưng Bear lại vô tình nhìn thấy một con sâu nhỏ, mà đây cũng coi như đền bù cho Bear từ sáng đến giờ chưa có gì bỏ vào bụng. Ăn uống no nê, Bear tiếp tục lên đường. Rất nhanh, Bear đã phát hiện một đường hầm bị bỏ hoang. Đây là chứng tích của cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Do những năm đó xảy ra chiến tranh, người Việt Nam vì không muốn quân Mỹ ngụy lợi dụng nên đã phá bỏ. Nói một cách đơn giản, địa đạo này bị coi như một phế phẩm. Trải qua bao năm tháng thăng trầm, bên trong chứa đầy nước và phù sa. Đây chính là nơi tốt cho các loài rắn sinh sống. Bear vừa bước đi vừa quan sát, ở trong một cái lỗ phát hiện ra điều bất thường. Tiến lại gần xem, kết quả là một con ếch xanh. Ở Việt Nam đa số ếch xanh đều có thể ăn được, vì vậy không cần lo lắng nó có độc hay không. Thế là Bear oánh chén nó. Ra khỏi đường hầm, Bear nghe thấy tiếng máy bay trực thăng. Ở một vùng đất trống, Bear đốt một đống lửa.
còn phi hành đoàn trên không đã phát hiện ra anh. Tuần sau Bear sẽ đến tiểu bang Texas của nước Mỹ. Tại đây Bear lái máy bay biểu diễn kỹ năng bay lượn của mình. Vì không muốn đi đường vòng, trong lúc leo núi anh đã xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Tôi là Đại Lực, hãy theo dõi tôi. Tôi sẽ dẫn các bạn đi xem hành trình khám phá thế giới của Bear.